hoa giấy này nếu mà chúng ta mua tại chợ hoa Tuy Hòa thì có giá từ 5 đến 7 triệu không ạ? Nhưng mà giá mua tại vườn thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của Phú Yên Channel nha. Hôm nay mình đang có mặt tại một cái khu vườn hoa giấy rất là đẹp và rất là sặc sỡ ở Hòa Đa, Tuy An, Phú Yên. Mời quý cô chú anh chị và các bạn vào phía trong ngôi vườn hoa giấy này để mà tham quan cũng như là xem giá cả ở đây bán hoa giấy như thế nào nha. Đây là những cây bông giấy ghép này các bạn. Trước đây thì những cây hoa giấy này các thương lái thường vào phía Nam để mà mua chuyển về từ Tuy Hòa, Phú Yên bán. Nhưng mà rất là bất ngờ, mình lại gặp một ngôi vườn hoa giấy trồng ngay tại Phú Yên luôn. Khu vườn cũng khá rộng luôn các bạn, trồng chủ yếu là hoa giấy, ngoài ra còn có cả những cây cảnh khác nữa. Những cây hoa giấy các bạn thấy là gốc rất là đẹp nha, dáng bonsai, hoa nở rất là đẹp luôn này. Mọi người có thể là ghé vào khu vườn này để mà tham quan cũng như là chọn những cây hoa giấy mình yêu thích mua về nha. Theo mình nghĩ là giá hoa giấy tại vườn thì sẽ rẻ hơn khá nhiều khi mà chúng ta mua ở ngoài tiệm hay là ngoài những nơi bán hoa nha. Đây là anh YouTuber kênh gì nói cho mọi người biết à? Đây là những TV Dân 78 này các bạn. Đang review vườn hoa giấy rất là đẹp. Đây là anh Dũng BI này các bạn, chuyên review các quán xá cũng như là các vườn hoa ở Tuy Hòa, Phú Yên. Chào các bạn nha. Ở đây thì Dũng thấy có một hoa giấy cái lá rất là lạ nè, không như giống như mấy cái hoa giấy bình thường của mình. Cái lá này thì nó có hai màu. Và cái lá rất là nhỏ như hoa giấy kim. Nhân dịp Tết sắp đến thì anh Dũng Bi này anh sẽ liên tục review các vườn hoa cây cảnh ở Phú Yên gửi đến cho tất cả mọi người nha. Các bạn nào mà chưa biết kênh anh Dũng Bơi thì có thể là tìm trên YouTube, đó là từ khóa Dũng Bơi 78. Còn trước mắt là anh Thân Sứ Nẩu, chuyên gia ẩm thực. Vào khu vườn này các bạn thấy rất là nhiều loại hoa giấy khác nhau, màu sắc rất là sặc sỡ luôn. Các bạn thấy là rất là nhiều những cái gốc cây hoa giấy khá cao luôn, được các nhà vườn ghép vô rất là nhiều màu sắc, rất là đẹp. Vào khu vườn thì chúng ta tha hồ lựa chọn nha, với rất là nhiều cây với dáng thế cũng như là kiểu hoa khác nhau tùy vào sự ưa chuộng của mọi người.
Hoa giấy được nhà vườn ép nở ra rất là kịp cho Tết luôn các bạn. Mùa hoa giấy thì chúng ta có thể là chơi quanh năm. Ngoài Tết ra thì qua Tết cũng có thể là chơi suốt luôn. Biệt là vào khu vườn này, chúng ta có thể chọn những cây hoa giấy với những cái gốc rất là đẹp và rất là to. Nếu như những cây hoa giấy này bán tại chợ hoa Tết thì sẽ có giá rất là cao luôn các bạn. Nhưng mà vào khu vườn thì chúng ta sẽ được ưu tiên chọn lựa cũng như là giá cả nó sẽ phù hợp hơn. Những cây hoa giấy này các bạn thấy là nhà vườn đã làm những cái vòm như thế này để mà gắn những cành hoa giấy theo ý thích. Cũng rất là đơn giản luôn các bạn, chỉ cần gá một cái cây sắt cũng như là một cái vòm sắt như thế này, chúng ta sẽ điều chỉnh hoa cây hoa giấy này theo cái ý thích của mình. Vào thời điểm này thì các vườn hoa Tết ở Phú Yên bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Khi mà mình thấy rất là nhiều khu vườn đã chở mai lá để bán cho thương lái. Năm nay theo như tình hình mình thấy là sức mua hoa, đặc biệt là hoa Tết thì có giảm hơn mỗi năm. Hiện tại thì còn rất là nhiều nhà vườn vẫn chưa bán được hoa các bạn. Tình hình kinh tế năm nay mình thấy là hơi khó khăn. Mọi người hầu như là muốn thắt chặt chi tiêu nên việc bán hoa vào thời điểm này cũng khá chậm luôn. Mỹ rồi à. Mỹ thôi, còn mua vừa đây là gốc Mỹ, còn gốc Mỹ không? Không có gốc giấy thường. Đây là mấy cái cao kia mà làm khung kia là giấy kim hóa, giấy tím. Gốc Mỹ này, các bạn đây là gọi là hoa gốc gốc Mỹ được nhà vườn nhập về, sau đó là ghép hoa vô đỡ bán. Nên những cái gốc này rất là hoành tráng luôn. Chúng ta bỏ vô chậu để chơi bonsai thì rất là đẹp. Giấy bonsai không? Tết mình có bán không? Tết mình có bán ở đâu không? Bán chợ hoa ở đâu không? Tết không bán hả? Bán sỉ không? Nghĩa là các thương lái nào mà muốn mua hoa thì ghé lại chỗ mình hỏi để mà mua giá sỉ. Rồi 0986636014. Số thứ hai là 0768257257. Trước đây thì các bạn là những cái hoa giấy này thường các thương lái sẽ vào tận miền Nam để mà mua, sau đó là chuyển về các chợ hoa ở mình bán. Nhưng hiện tại hoa giấy thì có thể là trồng tại Phú Yên rồi. Nhà vườn Thảo Nguyên ở Tuy An. Các bạn thấy là bạt ngàn hoa giấy luôn. Vườn hoa giấy Thảo Nguyên thì theo như mình được biết là anh chị trồng quanh năm nha. Nên lượng hoa giấy ở đây sẽ bán quanh năm luôn. Những cái hoa giấy này nếu mà chúng ta mua tại chợ hoa Tuy Hòa thì có giá từ 5 đến 7 triệu không à. Nhưng mà giá mua tại vườn thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Nên các bạn thấy rất là rẻ, giá rất là hữu nghị luôn. Từ khoảng 300-400 ngàn đến 1,5 triệu là có một cây hoa giấy với gốc rất là đẹp để mà chúng ta có thể là chơi thớ cũng như là chơi bonsai. Hoa tím, tên gọi nó là chiều tím. Chiều tím.
rất là nhiều loại hoa giấy với màu sắc khác nhau nè, chúng ta tha hồ lựa chọn luôn. Tầm khoảng 750. 750 là giá tại vườn. Tại vườn á. Dạ. Lưỡi xiên. Tím. Đây là hoa giấy cẩm thạch tím rồi. Màu sắc rất là đẹp. Như mình nghĩ ra đây là vườn hoa giấy lớn nhất Phú Yên rồi. Đặc biệt là trồng rất là nhiều loại hoa giấy. Sặc sỡ luôn các bạn. Nếu mà loại mà tính tên thì rất là nhiều. Nó gồm có cẩm thạch tím nè, cẩm thạch hồng, cẩm thạch vàng, cam nè, đó là những cái màu cẩm thạch. Rồi các cái tên khác nữa là đỏ lửa, cam lửa, hồng lửa, rất là nhiều. Chung rất là nhiều tên. Hôm nay thương lái rồi có đến hỏi mua rồi nhiều mà. Hôm nay em thấy mấy cái hoa kia là đặt trước ha. À, mấy hoa lộ hoa kia là thấy hơi vắng này, mai rồi là vắng. Chưa thấy, chứ mà hôm nay là hàng người ta đặt hết rồi. Chờ ngày người ta xuất thôi. Tại các chợ hoa Tết ở Tuy Hòa thì mình thấy hoa giấy được người dân rất là ưa chuộng. Mua rất là nhiều. Nhưng mà giá cả tại các chợ hoa thì mình thấy là khá cao. Nhưng chúng ta có thể là đến trực tiếp tại nhà vườn để mà mua, giá rất là hữu nghị luôn.